À cùng ăn mà con. Mình thua. Ê ê, thôi trả chén lại đi, mình quên là mình thua. Mình ăn vậy mình nhục lắm, tại vì cái luật quy định rồi. Ủa cưng ăn rồi đó hả? Trời ơi là trời. Tôi nói đừng có ăn mà vẫn nhai nhép nhép mà. Đi. Ôi mình có kỹ diễn mà Harry. Mặc dầu mình nói tay mình bóc nhưng mình sẽ không bao giờ ăn. Trời ơi. Sao hay quá vậy trời. Trong đời điều chỉ cũng có cho nó riêng một giới hạn. Nói không có tin nữa đừng để cho con hài thử thôi chứ không ăn ba món đều ngon hết. Để tôi thử tôi mới biết. Không à, thử là cái đó là thử thử cho ngoài ăn, tại vì Trọng Phúc nó ngon tôi muốn xác định có ngon hay không. Cái hương vị trong đây rất là ngon nè, cái mặt ở trên nó rất là láng mịn nè, cái điều quan trọng đó là cua rất là béo mà ăn vô nó không có bị ngán nha. Đúng rồi, cái này đây nó rất là thanh, ăn vừa miệng nó không có bị ngán. Bậy ơi, bậy ơi, con cua này được ăn không? Được hết á. Vậy hả, mình làm luôn. Anh cũng mới nghe thôi. Còn cái nghiêu này là mình làm là theo cái dạng mà dạng cái bẩn này á. Anh hửi thôi. Dạ. À, chương trình đâu có cấm hửi. Chương trình là cấm ăn chứ còn hửi thì được. Đúng rồi. Ngon quá, tôi làm luôn á. Cái mùi cà ri này nó rất là thơm. Ừ. Nó có rất là cái mùi của Ấn Độ á. Ừ. Có nhiều chỗ nấu cà ri không có được cái mùi ngậy của đúng Ấn Độ như thế này. Ừ. Nếu mà mình... Không, ngửi mà ngửi. Rất là thơm. Nếu như anh được phép nếm được không Long? Nếm chứ không phải ăn. Tại vì chương trình cấm ăn chứ không được, không có cấm nếm. Trời ơi trời. Đâu có cấm nếm chứ mà cấm liếm đâu. Ăn thôi à. Chừng nào tôi ăn á thì anh mới nói tôi, còn này tôi nếm. Tôi nếm thì có quyền. Nếu anh phân tích được là mình cứ nếm luôn đi anh. Sao ba? Thôi nếm hết luôn đi ba. Không nếm thôi con, làm quá anh ta nói. Anh sẽ đến nhà hàng của em một ngày không xa để anh thưởng thức những món này. Còn hôm nay anh không được ăn, anh chỉ nếm thôi nhưng mà rất là ngon. À, nếu như mình có thể là mình nếm cái con này. Vậy ơi. Không. Mình nếm cái nước me thôi. Vậy ơi. Nếm vẫn được. Không được. Cái này nó không. Giống quảng cáo quá ha. Chuẩn quá. Lá gì vậy? Lỡ cay quá diễn sao? Lỡ cay quá. Chịu không nổi luôn. Ôi nghe em ca mà lòng anh vui sướng. Anh ăn hết món này rồi mà vẫn thấy muốn ăn. Còn nữa không? Thôi anh trước khi ngủ muốn ăn gì. Nhưng mà cái chuyện mà ăn mấy ký làm gì có được. Dạ thì em xạo nữa. Em xạo nữa. Em xạo nữa. Gái đẹp bây giờ nó vậy đó hả? Em xạo nữa. Trời ơi qua khôi gì kỳ vậy trời. Em ơi, không giữ phong cách dạ. Ngồi thẳng lên giữ phong cách. Dạ, chắc em úp mặt xuống bàn nói chuyện. Em xấu hổ. Thiệt luôn á, chương trình mình xấu hổ khi mời em mà. Mình cho rượu Amerito vô ha. Rồi, mình cho rượu lên. Đây là ngại gì nữa à. Nói luôn nè. Tiên hả, miệng ra tiên. Cơ ăn gần rồi. Ăn cực. Ăn chừng hả? Dạ, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chỉ vì lòng tham vô đế là cái bụng không có gì. Tại vì trước khi tham gia chương trình là nghĩ là sẽ được ăn cho nên là nhịn đói. Và hiện tại rất đói vì miếng cơm ăn áo mà đành phải phục vụ cho quý vị một đoạn nhạc EDM. Âm nhạc bắt đầu. Con cào cào có cái cánh xanh, con cào cào có cái cánh xanh, con cào cào có cái cánh xanh. Không biết nhảy gì. Rồi, tới nhà. Cảm ơn anh em rất là nhiều.
Thưa quý vị, đừng đánh giá chung nghệ sĩ chúng tôi là như vậy hết. Dạ, lâu lâu có một người thôi. Vô ăn thiệt hả? Đâu vậy, vẫn nhai mà. Nắm gì, nắm gì mà tự tay anh nhai vậy? Cái nắm gan, gan gan màu đỏ á, nó mềm mà nó có độ trơn nữa, nó có cái độ bóng bẩy hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, nó táo cầu nè chị. Mọi người biết tin gì chưa? Tin gì nè? Tin này kinh khủng lắm nè. Tin này rất là dịch gân. Nãy giờ, nãy giờ không ăn cái này. Chưa ăn chứ phải là giờ không ăn. Không ăn cái này phải bỏ vô cái này mới ăn. Đứng lên. Đi ra tiếp, nhảy tiếp vào lãnh cung. Cho nhảy tiếp để nhăn mấy cái đó ra. Bắt nhảy tiếp hả? Đó đây đi bằng xe hơi hay là xe máy? Xe hơi. Đi ra xe về đi. Em qua lại đây. Lần đầu tiên có một thí sinh đi chơi chương trình mà bị đuổi thẳng mặt. Em thấy là cái món này rất là ngon khi mà mất tiêu luôn cái ăn từ từ đâu, ai mà dành đâu mà ăn dữ vậy. Ừ đó, thấy chưa, cái khăn của mình đuốt mất rồi. Cái khăn của anh là bạn đuốt mất rồi. Con gái thì ăn dính miệng kia. Ôi rồi ôi, ngon không sao, nó ngon sao, nó ngon sao, ngon ngon, ngon sao. Em nghĩ là nó vừa miệng đâu, nó bự hơn cái miệng chứ sao vừa. Bây giờ quýt cháo cái ra chơi nè. Đâu vô đây nè, để coi cô gái Hà Nội ăn và phát biểu kiến nè. Đây đây, ôi rồi ôi rồi ôi. Nóng quá bỏng miệng phải không? Dạ. Mà ăn có ngán không? Là không rồi. Không ngán. Hèn gì ngồi ăn hoài kìa. Bên kia. Em cứ ăn đi, thoải mái đi. Quỳnh Anh xin hả? Nó bị mất trí nhớ tạm thời hả chị? Nó mới ăn xong nó quên, mới phải thử lại lần nữa. Thôi em giữ sĩ diện á. Em ăn đi, mình thắng mà. Cái gì nữa trời ơi em ơi. Thả miệng ra. Trời ơi, em giữ sĩ diện, đưa đớp liền sĩ diện. Tự làm nữa kìa. Nghiêm trị rất quan trọng. Tự làm nữa kìa. Nghiêm trị là một số không. Kìa. Vẫn làm. Vẫn làm. Đây thêm này vô nè. Trời ơi anh ơi. Ôi nó lạc quẻ lắm á. Nè hải sản vô. Không có liên quan đâu. Thì cứ cho mồm em trước. Còn cái này em cho vào sau. Trời ơi. Như vậy là cái vòng đầu tiên là rất là nhiều món ngon. Ăn không bị no, rất là đơn giản và thưởng thức được. Khoai. Quà từ đất và chúng ta chờ xem nguyên liệu ở vòng thi đấu thứ hai là gì. Đây, cô gái đến từ Hà Nội, được cái bao tử không đái. Ăn thì ăn gì mà ăn dữ vậy? Ở nhà ba má không cho ăn hả? Cho vô đi ăn dữ vậy? Cảm ơn quý vị đã thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, xin nhắc lại một lần nữa, quà của đất là những món tốt. Thứ hai, quý vị ơi, nghệ sĩ cũng có người này người kia. Người ta thống kê là trong cuộc đời của một người phụ nữ sẽ có 15 phút không control mà gọi là bị điên khùng. Còn riêng nam em chỉ có 15 phút là tỉnh thôi. Là tỉnh thôi. À, ủa nhà ồ. Em bình thường rồi. Bé biết mình của nó. Vỗ tay cho bé nè. Và bây giờ là phần quà cho bé luôn.